Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh xe đạp Nhật Cần Thơ. Hôm nay mình quay giới thiệu với các bạn con xe đua thương hiệu OBA của Tây Ban Nha. Thì con này là xe này là xuất xứ sản xuất tại Tây Ban Nha luôn. Xe cấu hình là sườn nhôm, kiếm carbon, dây âm sườn, xe ráp bộ rúp là Shimano Tiega 4007, tức là cái đời mà Tiga đời mới nhất á. Và cặp bánh Shimano R500. Chi tiết xe thế nào thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Xe này bộ rúp còn cực mới nha. Đây, trước tiên là mình sẽ quay rúp trước đi. Đây ạ. Đây, cặp rúp Tiga này. Đó. Đây ạ. Cặp rút còn rất cái rút còn rất mới, ánh sáng nó đang quay thì nó đám mây nó xìu xuống đây ạ. Đó, bộ rút còn long lanh. Đây bộ đùm đây, Shimano R500 căm dẹp. Mình tiện thì mình quay lướt sơn luôn đây ạ, kiếm carbon. Đây dây đi em sườn đây. Cái này cái chỗ sườn này cong cách điệu rất đẹp. Đây ạ. À, rốt còn rất đẹp cái giò đĩa này. Tuyệt vời luôn. Đây ạ, tia ga đấy. Còn sáng bóng. Con này thì đĩa của nó là 50 34 nhá, đĩa lớn 50 răng, đĩa nhỏ 34. Xe 10 lít đây ạ, Tiga. Đó. Đây, long lanh luôn, yên đây, yên lành tít. Đó, mình quay cái một sáng có quay được không ạ? Các bạn thông cảm nhé, mình quay cái xe để mình quay cái xuất xứ của nó luôn. Đây ạ, đây Made in Tây Ban Nha đây. Đó. Một số xe các thương hiệu khác thì người ta sản xuất tại Đài Loan, còn riêng con này là cái dòng này là nó sản xuất tại Trung Quốc luôn. Đây, tiện thì mình quét luôn cái sơn bên này luôn. Đây, dây âm sườn đây, toàn bộ dây đi âm sườn hết. À, chỗ này cái chỗ chữ nó hơi chảy tí này, nó bay chữ tí này. Và xe sườn rất đẹp, không có, tuyệt đối không cân móc. Đây, tem Nhật đây, xuất thị trường Nhật này, tem Nhật này. Đó, thì con xe này là ông đứng 47 nhé. Ông đứng 47. Đây, size trên hãng ghi thì size 51 này. Mình đo thì ông đứng 47. Ông đứng 47. Ngang thì ông ngang 52,5. Tức là nó gần 53 đó. Tâm tới tâm. Đó thì anh em cao nó tương đương size S. 47 nó là tương đương size S, thì anh em cao từ 1m65 trở lên đến 1m75 là chạy con này là chuẩn luôn. Đó, xe rất đẹp, rúp là liền lạc luôn. Thì, anh em nào có nhu cầu chốt con này thì mình gọi vào số này. Đây, mình zoom số điện thoại lại cho mọi người xem. Số này có Zalo nhé. Thì anh em gọi điện hoặc là chat Zalo đều được, hoặc là để lại bình luận ở dưới video đều được. Nhưng mà thông thường bình luận video thì mình thường thường trưa hoặc tối mình mới đọc được. Đấy, cho nên là tùy anh em. Nếu anh em cần thích con này thì cứ gọi thẳng số điện thoại. Còn cần thêm hình ảnh thì chat qua Zalo. Đó, thì mình giới thiệu sơ lược như vậy thôi. Mình nhắc lại là sườn nhôm kiếm carbon sơn zin.
Đó. Xe thì sản xuất tại Trung Quốc luôn, sản xuất tại Tây Ban Nha. Thì mình sẽ xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại ở các video sau. Xin chào các bạn.